Buổi học của chúng ta hôm nay dừng ở đây thôi. Thầy có một tin vui muốn thông báo cho các em. Sắp tới có một ngày lễ rất quan trọng, đó chính là ngày lễ Halloween. Và trường ta năm nay sẽ tổ chức một lễ hội hóa trang cho tất cả các học sinh. Các em có thể tự do hóa trang thành những nhân vật mà các em muốn. Đặc biệt nhất trong lễ hội ngày hôm đó sẽ là một trò chơi thử thách lòng dũng cảm đi qua ngôi nhà ma. Ngôi nhà ma sao? Eo ơi, đáng sợ quá. Hi hi, có gì đâu mà đáng sợ Tiểu Bảo Bảo ơi. Chắc là mấy thầy cô lại làm mấy cái hình nộm với mấy bộ xương mô hình thôi. Tớ coi trên TV suốt rồi, trên đời này làm gì có ma. Được rồi các em, đã hết giờ. Bây giờ các em mới về nhà chuẩn bị những bộ đồ hóa trang nhé. Đảm bảo với các em, lễ hội năm nay sẽ rất là vui đó. Xin chào Suga, hôm nay cậu hóa trang thành gì thế? Tớ hóa trang thành ma cà rồng. Thế còn cậu? Tớ thì hóa trang thành một phù thủy. Còn tớ hóa trang thành công chúa Elsa. Tớ thì hóa trang thành Spider-Man. Chúng ta cùng nhau tới lễ hội ở trường đi. Sao kỳ lạ vậy? Tại sao ở trường hôm nay lại không có bất kỳ một ai? Các cậu ơi nhìn kìa, có rất nhiều vết máu. Không lẽ các bạn đã bị ma bắt rồi? Tiểu Bảo Bảo ơi, chắc là không phải đâu. Đây chắc chỉ là trò đùa của thầy cô thôi. Chúng ta thử vào trong trường xem sao. Có khi các bạn khác đang ở trong trường rồi. Ở trong này cũng không có ai sao? Trời ơi, có ma kìa. Bình tĩnh nào Tiểu Bảo Bảo. Đây chỉ là mô hình bộ xương trắng làm bằng nhựa thôi mà. Các bạn ơi, hay là chúng ta về đi. Ở đây tớ thấy sợ quá. Cứ như là có ai đó đang theo dõi chúng ta vậy. Không được rồi, cửa đã bị khóa rồi. Có ai đó không muốn cho chúng ta ra khỏi đây. Chúng ta phải đi tiếp thôi các bạn. Hãy cẩn thận đấy. Các bạn ơi, có ma. Có chuyện gì vậy Tiểu Bảo Bảo? Tớ vừa mới thấy một cái bóng trắng bay ngoang qua đằng sau lưng tớ. Các bạn ơi, lại đây xem, tớ tìm thấy cái gì này. Đây là một con gấu bông bị bứt lìa đầu. Trời ơi, trông đáng sợ quá. Tớ nghĩ các thầy cô sẽ không làm thế này đâu. Vậy thì ai đã làm chuyện này? Tớ nhớ ra rồi. Các cậu ơi, bà tớ từng kể cho tớ nghe về một con búp bê ma tên là Alabel. Nó rất là thích phá hủy các búp bê khác. Các ngươi đã phát hiện ra ta rồi sao? Trời ơi, đó chính là Alabel đấy. Chạy mau các bạn ơi. Nguy rồi các bạn ơi. Tất cả các cánh cửa đều bị khóa. Cả cửa sổ cũng không mở được. Có thể mọi người đã bị con Alabel này tấn công và bắt giữ rồi. Chúng ta phải tìm cách cứu mọi người thôi. Nhưng mà nó là ma mà, làm sao chúng ta có thể tiêu diệt được nó đây? Tớ nghe nói Alabel rất sợ những thứ có hình cây thánh giá. Mọi người hãy lấy dây buộc những thanh gỗ lại hình cây thánh giá. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bẫy để bắt con ma đó. Và chúng ta sẽ cần một người làm mồi nhử để dụ con búp bê ma Alabel đó tới đây. Tiểu Bảo Bảo, cậu hãy quay trở lại căn phòng đó và nhử nó tới đây nhé. Hả? Trời ơi, sao lại là tớ chứ? Thì tớ là người duy nhất biết làm cái bẫy đó. Còn lại chỉ còn hai bạn nữ là Thơ Nguyễn và Lisa thôi. Không lẽ cậu bắt các bạn nữ đi sao? Tiểu Bảo Bảo, đừng sợ. Chỉ cần cậu cầm cây thánh giá đó trong tay thì con búp bê ma Alabel đó không thể làm hại cậu được đâu. Cậu nói thật chứ? Thôi được rồi, tớ chỉ đùa thôi. Tớ là Spider-Man mà. Tớ không sợ con Alabel đó đâu. Hích hích, mình chỉ nói vậy cho oai với hai bạn nữ thôi. Chứ chân tay mình đang run lẩy bẩy rồi đây này. Thôi, phải bình tĩnh lại nào. Mình chỉ cần để cho nó nhìn thấy mình. Sau đó mình sẽ chạy thật nhanh. Chắc chắn nó sẽ không thể nào đuổi kịp được mình đâu. He he he, ngươi đang tìm ta sao? Trời ơi, là con búp bê ma Alabel. Mình sợ quá, chân mình không thể nào cử động được nữa rồi. Đúng rồi, mình đã có cây thánh giá. Mau cút đi con quỷ Alabel kia.
Ừ, nó biến mất thật rồi. Không ngờ cây thánh giá lại có tác dụng đến như vậy. Hóa ra con ma Arabelle này cũng chẳng có gì đáng sợ. Một lát nữa trở về mình sẽ nói với mọi người rằng mình đã tự tay tiêu diệt con Arabelle đấy rồi. Người cầm món đồ chơi đẹp đấy, có thể cho ta mượn chơi được không? Người không sợ thánh giá sao? Thôi chết rồi, chạy thôi. He he he, đừng hòng chạy thoát. Hãy trao cho ta linh hồn của ngươi đi. Trời ơi, mình bị Arabelle bắt rồi. Tha cho tôi đi, tôi chưa muốn chết. Tiểu bảo bảo, im lặng nào, là tớ đây. Ơ, là các cậu sao? Tớ cứ tưởng bị con ma Arabelle bắt rồi. Đừng lo, bọn tớ đã chuẩn bị xong cái bẫy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt con Arabelle đó phải hiện nguyên hình. Ơ, hiện nguyên hình là sao? Con ma đã sập bẫy rồi. Bây giờ chúng ta hãy đi bắt ma nào. Thả ta ra, nếu không ta sẽ giết tất cả các ngươi. Không phải ngươi là ma sao? Vậy mà có cái lưới bé xíu như vậy mà cũng không thoát ra được sao? Thôi hãy bỏ mặt nạ ra đi. Bọn tớ đã nhận ra ngay từ đầu rồi. Cậu là Harry đúng không? Hừ, cái đồ đáng ghét. Tức quá, bị nộ mất rồi. Ơ, là Harry thật sao? Hóa ra các cậu đã biết ngay từ đầu rồi sao? Xin lỗi tiểu bảo bảo nhé. Bọn tớ đã biết ngay từ đầu rồi. Tuy nhiên, bọn tớ phải giấu cậu. Bởi vì chỉ có như vậy thì Harry mới có thể dễ dàng mắc bẫy của chúng ta. Harry, tại sao cậu lại giả làm ma? Các bạn khác đâu hết rồi? Ha ha, tất cả các bạn khác đã bị tớ dọa cho khóc thét bỏ về hết rồi. Con búp bê này là do cậu làm phải không? Sao cậu lại làm thế? Không phải đâu, cái này do thằng em họ tớ lỡ tay làm hỏng. Sau đó tớ mới nghĩ ra ý tưởng như thế này và mang nó đến đây để cho giống thật thôi. Harry, cậu thần là quá đáng. Đóng giả làm Arabelle với bóng trắng làm tớ cứ tưởng thật, sợ hết cả hồn. Ơ, tớ chỉ đóng giả làm Arabelle thôi mà, chứ có đóng giả làm bóng trắng nào đâu. Vậy thì bóng trắng bay qua bay lại kia là cái gì? Trời ơi, có ma! Các bạn ơi, mau chạy đi! Hích, ma cái gì chứ? Lúc đầu định trèo lên treo con ma này lên để dọa các học sinh, không ngờ bị mắc trên đây. Mình lại không dám kêu cứu, sợ các học sinh biết sẽ cười. Bây giờ mọi người bị Harry dọa bỏ về hết rồi. Một mình trong căn trường lạnh lẽo này, tự nhiên mình cảm thấy hơi sợ. Trời ơi, hình như có cái gì đó đang tiến đến đây. Không lẽ là có ma thật? Các em ơi, thầy ở đây, đừng đi, cứu thầy với. Ơ, mọi người đâu hết mà không bật điện lên thế nhỉ? À, công tắc đây rồi. Ơ, thầy làm gì ở trên đó vậy? Xin lỗi thầy, hôm nay em đến muộn. Mà các bạn khác đâu hết rồi à? Câu hỏi dành cho các bạn khán giả. Ai đã đóng giả thành búp bê ma Arabelle? Đáp án A, Thơ Nguyễn. Đáp án B, Suga. Đáp án C, Harry. Và đáp án D, Nisa. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn ở video sau. Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả và các bạn. Mình là Đoàn. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn đã đồng hành cùng Đoàn Vlog trong thời gian vừa qua. Để đáp lại tình cảm đó thì sắp tới đây mình sẽ cho ra mắt bộ phim Lớp học siêu quậy phần 2. Sẽ đem đến cho chúng ta những phút giây vô cùng là hài hước và thú vị. Nếu các bạn thích, hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.